Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An vừa ra thông báo truy tìm người đàn ông đi xe máy Honda Elite liên quan đến vụ tai nạn trên địa bàn khiến người mẹ bị thương và hai con phải cưa chân. Sự việc xảy ra sáng ngày 13 tháng 5 trên đường Phạm Nguyễn Du, đoạn qua phường Nghi Hải, Cửa Lò. Chị Nguyễn Thị Lân, trú phường Nghi Hòa, đi xe máy biển kiểm soát 37S-13148, chở hai con Nguyễn Thị Huyền My, học sinh lớp 4, và Nguyễn Đình Bộ Lĩnh, lớp 1, trên đường đi học đến điểm này thì xảy ra tai nạn. Hậu quả, chị Lân bị xây xước, cháu My bị dập nát cẳng chân phải, bàn chân trái bị dập nát, cháu Lĩnh bị dập nát từ 1/3 xương đùi đến bàn chân phải. Quá trình cấp cứu điều trị tại bệnh viện, cháu My phải cưa chân trái từ gối xuống, bàn chân phải có vết thương phức tạp, phải khâu nhiều mũi. Cháu Lĩnh bị đa chấn thương, phải cưa mất chân trái. Theo công an, thời điểm xảy ra tai nạn, tại hiện trường ngoài nạn nhân cùng xe máy và một xe đầu kéo biển kiểm soát 37S-3862, kéo theo rơ móc 37R-01698, còn có một người đàn ông đi xe máy. Thông tin từ nhân chứng và camera khu vực cho thấy, người này đội mũ màu đen, mặc áo ngắn tay xanh da trời, quần dài màu xanh lá, chân đi ủng, chạy xe Honda Elite màu đỏ nâu, chưa rõ biển kiểm soát. Sau vụ tai nạn, người đàn ông chạy xe khỏi hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin chi tiết về sự liên quan của người đàn ông đi xe máy, nhưng cho biết cần tìm gặp để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng này. Được biết, gia đình chị Lân thuộc diện hộ nghèo rất khó khăn, chồng chị Lân mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Nay hai con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng vậy nên cuộc sống vô cùng bi đát. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.